Hello cả nhà. Hôm nay là Vĩ vào bếp. Hôm nay là 29 Tết rồi. Năm nào thì Vĩ cũng kho một cái nồi thịt kho trứng và nước dừa như thế này. Đây là một cái món ăn rất là thuần tí của người Việt Nam. Tại vì Vĩ cũng xuất thân là người miền Tây, thành ra là Vĩ biết làm cái món này. Mấy năm nay hình như là năm nào cũng có hết. Quý vị biết không, hôm nay là 29, ngày mai là 30. Thì Vĩ có một cái lịch diễn giao thừa ở thành phố Trà Vinh của đài truyền hình Trà Vinh. Ước mong rằng ngày mai cả nhà chúng ta mở truyền hình đó, có sự góp mặt của Vĩ và các bạn của Vĩ, hát những cái bài hát về xuân và những cái lời chúc rất là dễ thương dành cho bà con trong cái năm nay. Quý vị biết không, đây là cái nồi thịt kho trứng, nước dừa. Khi mà chúng ta dùng cái thịt này dùng với cơm thì nó sẽ đi kèm với lại rau sống nè, rau thơm, dưa leo. Rồi bên cạnh đó thì có kèm với lại là dưa kiệu. Đó, dưa kiệu này thì sẽ ăn kèm với lại bánh chưng. Dưa kiệu thì không thể nào mà thiếu được cái tôm khô. Tôm khô này thì của bà Vĩ đã biếu cho Vĩ là 1,5 kg. Ở trong đây 1 kg, còn nửa ký ở ngoài nữa. Rồi bên cạnh đó thì dưa món. Dưa món này cũng ăn kèm với lại bánh chưng, rất là ngon miệng. Và đây Vĩ cũng có một cái, đây là một cái hộp kim chi, cái hũ kim chi nho nhỏ. Năm rồi thì Vĩ cũng có làm nữa, năm nào cũng có làm. Rồi bên cạnh đó dưa kiệu, tôm khô, dưa món thì mình kèm với bánh chưng. Thì khi mà mình ăn với thịt kho thì khi cái dĩa rau của mình á, thì nhớ là để dưa kiệu vô, và bên cạnh đó là hột vịt bắc thảo này để vô ăn cũng rất là bắt cơm nha mọi người. Đây là những cái món mà Vĩ năm nào cũng muốn làm. Có nghĩa là khi mà Tết đến thì mình làm mình cảm thấy mình vui. Mình rất là vui khi mình được lao động, mình làm những cái món ăn này. Và những ngày Tết thì đón bạn bè đến đây để mình chia vui qua cái buổi cơm. Năm nào thì bạn bè cũng đến nói là trời, sao Vĩ giỏi quá, biết kho thịt. Thì Vĩ là người miền Tây, thì người miền Tây thường thường là họ biết kho thịt, thịt kho trứng. Rồi bên cạnh đó là họ biết làm một số món dân dã miền Tây. Nhưng mà khi mà Tết về mà mình làm như vậy mình cũng cảm thấy rất là vui. Đó, thì tất cả mọi chuyện là Vĩ đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Bây giờ là chuẩn bị là ngày mùng 1 đến mùng 7 bạn bè đến thì mình mời dùng cơm để mình chia sẻ những cái niềm vui trong cái ngày Tết. Và qua đây thì Vĩ một lần nữa cũng xin cảm ơn cả nhà khán giả gần xa, ở trong nước, ngoài nước, ở miền Tây, miền Bắc, miền Trung đã ủng hộ Vĩ trong suốt thời gian qua, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình, dân ca. Thì giống như mỗi năm thì ví dụ như là 2017 thì Vĩ cũng có cho ra mắt cái sản phẩm âm nhạc về xuân, đó là liên khúc Tết Tài Lộc. 2018 thì Vĩ có cho phát hành một cái liên khúc, đó là Tết Phú Quý. Và cái năm 2019, năm rồi, thì bắt đầu là Vĩ cũng cho phát hành cái album, đó là cái liên khúc Tết Xuân Vầy. Năm nay thì Vĩ lại có một sản phẩm rất là tươi vui, đó là liên khúc Xuân Phát Tài. Và đặc biệt hơn là năm nay là có cái một cái vũ đoàn nhí rất là dễ thương nhảy trong đó, và có những cái giai điệu rap đọc chúc Tết rất là hay. Và trong cái liên khúc năm nay thì có sự thể hiện của ca sĩ Saka Trương Tuyền kết hợp với Kali, Cao Sĩ Hùng, Đinh Kiến Phong, và không thể thiếu Vĩ. Năm nào cũng thế. Thì ước mong rằng cái liên khúc này cũng là một cái đề tài chúc Tết dành cho bà con, hãy mở lên nghe Xuân Phát Tài. Thì ước mong là năm nay sẽ là một năm có nhiều niềm vui, hạnh phúc dành cho bà con, đặc biệt là làm ăn phát tài. Trước thêm năm mới một lần nữa thì Vĩ cũng không quên chúc bà con chúng ta hưởng một cái Tết dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát đạt nhé. Bây giờ thì chắc có lẽ là mọi cái mà Vĩ đã giới thiệu với gia đình cũng xong rồi. Chắc có lẽ là Vĩ xin chào tạm biệt gia đình. Và trong những ngày Tết, Vĩ sẽ có quay một cái clip chúc Tết dành cho cả nhà chúng ta. Một lần nữa chúc cả nhà có một cái sức khỏe dồi dào để chuẩn bị đón một cái Tết hạnh phúc, tươi vui bên gia đình và người thân của mình. Bye bye cả nhà!